Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Nguyễn Hợp lại tiếp tục đi quay review gửi tới quý vị và các bạn chiều ngày 28 tháng 4 năm 2024 ở Tuần Châu Hạ Long này. Đây là bãi biển Tuần Châu Hạ Long nhé, một khu du lịch rất là nổi tiếng ở Quảng Ninh mà cũng là nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang bên thành phố Hạ Long ở bên Long Toàn để mình tìm một cái địa điểm, một cái chỗ để quay review gửi tới quý vị và các bạn những màn bắn pháo hoa đây ạ. Bây giờ thì mình đã đến bên kia cầu thành phố Hạ Long nha quý vị và các bạn. Tắc đường dài hàng mấy cây số đấy, và ở ngoài đường này thì rất là ồn ào. Yên tĩnh quý vị và các bạn, không biết mình nói cái này thì quý vị và các bạn có nghe hay không, nhưng mà mình sẽ không tắt tiếng mà mình sẽ để trực tiếp cái này để quý vị và các bạn cảm nhận được cái bầu không khí tưng bừng của một ngày nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 ở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mới đầu cũng muốn chuyển đến cái thông điệp gửi tới quý vị và các bạn rằng Hạ Long năm nay là tổ chức một cái cuộc chơi này rất là lớn quý vị và các bạn. Hàng triệu người đổ về thành phố Hạ Long để chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long và để chiêm màn pháo hoa và thả diều và mấy nghìn chiếc flycam để bay trên bầu trời thành phố Hạ Long. Rất mong quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh chia sẻ cho Nguyễn Hợp để Nguyễn Hợp có nhiều động lực để đi quay review gửi tới quý vị và các bạn thêm nhiều thước phim đẹp hơn nữa. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Có cả người đi thuyền ngồi câu cá này. Hình Nam Bắc quê quay này. Thank you.
thợ mổ đầu đeo đèn đây. Thuyết trình ở bảo tàng, thuyết trình về cái này này. Ui, phướng xứ cái cột sóng vào giữa mặt.
bây giờ